Cái cô này như cô cổ ở chung chùa với 6-7 người, cái chùa ni đó, 6-7 người nữ không à, do ở chung một cái tịnh thất người ta gọi là cái chùa ni, cả tu chung đó một thời gian. Thì bữa nay cổ mới nói với mấy cô ni kia đó là để tôi về thăm gia đình có công chuyện rồi chiều tôi lên. Vì cái sáng cổ nói xong rồi cổ mới từ giã mấy cô, cái như cô này cái cổ đi về nhà đi bộ không à, đi về tới nhà nhà xong công chuyện rồi thăm cha mẹ rồi công chuyện xong có cái chiều cổ đi về xế xế rồi cổ mới đi về. Thì đi về tới cái bờ sông, thì giờ tới khúc bờ sông trống đó thì cổ mới thấy con chó lớn nó cắn con chó nhỏ, nó nhận nước con chó nhỏ. Cậu thấy vậy chỗ mới ra tay nghĩa hiệp, cũng như là câu thánh nói là kiến nghĩa bất di vô dụng giả đó, long uy bất cứu mạc anh hùng, có nghĩa là mình thấy việc nghĩa mà không làm á thì mình không phải là cái người mạnh, mà gặp người ta long uy mà không cứu thì không phải là anh hùng. Thế nên cổ ra tay nghĩa hiệp, cổ đi xuống cổ lượm cái cây, cổ đi chạy xuống cổ đập con chó lớn, quấn chó lớn để mà cứu con chó nhỏ, chó nhỏ đang bị nhận nước gần chết. Cái đập cho lớn đau quá cái nó nhả cho nhỏ ra, nó phóng lên nó chạy, thì cậu bước xuống cậu vớt con chó nhỏ lên thì nó ngáp ngáp rồi bị vừa nhận nước mà bị cắn đau nữa, cái cậu đem lên trên bờ cậu để đó, thì nó gung 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 đứng, nó lằn lằn nó gung gung, cậu đứng cậu dòm hồi cái nó tỉnh tỉnh hồi cái nó đứng vậy, nó đi mà đi yếu ớt lắm, nó đi đi lên nhà cậu mới dòm theo, thì nó cũng ngoái ngoái là nó dòm cổ nè, bị cứu cứu nó mà cổ cũng dòm theo, cái nó đi 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 cái nó đi lên lộ, cái nó đi về cái xóm nhà của nó. Thì cổ nhìn hồi thấy nó đi mất tiêu rồi, cổ mới đứng cổ đi lộ lên lộ, cổ đi về chùa. Thì khi về tới chùa cổ chiều đó cổ mới kể lại cho mấy cô ni cô kia nghe, nói bữa nay ni đi về đó trên đường về có cứu được một con chó, chó con nó bị chó lớn cắn nhặt nước, ni có xuống cứu nó được rồi, nó tỉnh nó đi về nhà nó, rồi kể cho mấy cô kia nghe vậy. Thì ba bữa sau á là đi về, ba bữa sau cái mấy cổ ra mần mần cỏ bông đó, mần cỏ ngoài sân chùa đó, vừa giấc chiều mần cỏ cái vườn bông, cái sao tới đó cái đang đang mần cái đầu trong đó có con chó chạy ra, chó chạy ra nó chạy lên nó mừng cổ, nó liếm giò cổ nó mừng, thì cổ dòm xuống coi nó chẹn ơi, con chó này mấy bữa trước tôi cứu nó nè, tôi cứu nó bị chó lớn cắn nè, tôi cứu nó sau bữa nay nó chạy ra đây nè. Rồi cái mấy cô kia cũng xuống lại dòm nó, rồi nó mừng cái cô này, nó liếm giò nó mừng quẳng quẳng gì đó, cái nó ở đó mấy cổ mần cỏ xong đi vô, cái nó đi theo vô chùa luôn. Cái mấy cổ thấy nó đi theo vậy, cái vô tới trong chùa cái mà cũng bới cơm cho nè, thì bới cơm để ra kêu nó cái bạn nè, bắt đầu nó ở đó luôn, nó ở cái mấy cổ nuôi nó luôn, mà nhất là cái cô mà cứu nó đó là bữa nào cũng bới cơm cho nè, là nó mến cái cô đó nhất. Cái nó ở đó cái ngày tháng trôi qua như vậy, mấy con nó cài con chó cũng hổ hủy nè, có ai lợi nó sủa rồi bằng đêm nó sủa thì cũng vui. Ngày tháng trôi qua 3 năm sau bây giờ nó thành một con chó lớn, thành một con chó tơ lớn 3 năm rồi, thành con chó bự, nó sủa bằng đêm nó sủa rất là lớn tiếng, cũng như thêm một cái người bạn, một cái nhân viên ở trong chùa nữa vậy. Cái cổ cũng rất quý nữa, cho nó ăn, mỗi khi nó đau thì khi nào cũng mua thuốc về cho nó uống, thì đói cho nó ăn, săn sóc nó cũng như một cái người bạn tu. Thì 3 năm nó thành một con chó lớn vậy. Thì bỗng nhiên bữa nay nó bỏ ăn, nó không ăn uống đem lại rồi nó nằm hoài, nó không ăn mà chảy nước dãi vậy. Cái mấy cổ nó gì chân chó bệnh vậy, mua thuốc về cạy răng đổ cho nó, đổ rồi cũng nằm đó rồi đem cháo đem cơm gì không ăn, đổ thuốc mấy bữa tới 7 ngày sau nó chết, chó đó 7 ngày nó chết rồi. Khi nó chết rồi mới cổ súng lại rồi đọc thần chú giảng sanh đó, đọc thần chú cho con chó đó, đọc chú giảng sanh xong rồi cái cô mà cứu nó đó, cô nói con chó này nó có duyên với tôi, hồi lúc nó bị tai nạn tôi cứu nó rồi 3 năm nay nó về nó sống với mình ở đây giống như nó đền ơn, bây giờ nó chết rồi tôi có duyên, tôi bổn phận tôi phải lo cho nó. Cậu mới lấy giải rồi bao cổ bó nó, bó cái xác đó ở trơn rồi cổ mới vác cái len với vác con chó đi tuốt ngoài sân vườn chùa đó, cổ đào lỗ cổ chôn. Thì cổ đào xong cái lỗ dài cái nó sâu rồi
con mới khiêng nó cô để xuống. Khi để xuống dưới cái nguyệt rồi đó, sửa sẵn lấp đất đó, thì cổ mới ngồi ngồi cổ nhớ lại. Nhớ lại hồi 3 năm về trước mình cứu nó qua một cái tai nạn thoát chết. Còn bây giờ đây nó đã chết, không có cách nào mình cứu nó được. Mình chôn tiễn biệt nó rồi, lần cuối cùng. Cổ nghĩ về cái cổ ngồi ngồi cái cổ rơi nước mắt. Cổ rớt xuống xác con chó nó 3 giọt nước mắt. Rớt xuống 3 giọt nước mắt rồi cái cổ lấp đất lại. Lắp đất là cái dặm vẽ đâu đó chôn cất xong xuôi rồi cổ đi về. Về tắm rửa. Thì qua một đêm đó, qua ngày sau bắt đầu cổ nhóm bệnh. Trong người cổ nó quẩy quải, nhóm bệnh cũng như bị trúng gió rồi. Cái cổ nói lên cái mấy cô kia cũng cạo gió rồi mua thuốc về chưa cổ uống. Uống cái cổ bỏ ăn cái ăn cháo, ăn cháo với uống thuốc. Cầm cổ giả dự cổ nằm cổ bệnh luôn. 7 ngày sau cổ chết. 7 ngày sau con như cô đó cô chết. Chết rồi thì mấy cô này còn lại mới lo ma chay tống tán rồi cho cổ kinh kệ tụng rồi cho cổ rồi chôn. Đem chôn rồi hoàn đất xong xuôi làm tuần tự rồi cho cổ tụng kinh. Thì bây giờ đó là giai đoạn đầu trong hiện tại, bây giờ nó tới kiếp sau. Thì trong khi cổ tạo nghiệp với con chó đó từ nghiệp lành sang cho tới cái chỗ mà rơi 3 giọt nước mắt, nó kết thành. Nó kết thành nhân duyên với nhau cho nên kiếp sau đó cổ đầu thai lên một người thanh niên, còn cái con chó đó đầu thai lên một người thanh nữ. Ở chung một cái làng, cái cô kia ở bên sông bên kia thì cái anh trai này ở bên đây. Khi 20 năm sau thì hai người này trở thành là thanh niên và thanh nữ, cho nên khi đi làm ăn đó gặp nhau có hai người mới có cảm tình mến với nhau rồi hỏi thăm làm quen đó, cuối cùng là nói với cha mẹ qua cưới. Qua cưới con gái đó, chàng thanh niên này qua cưới con gái đó về đây làm vợ chồng, thành vợ chồng rồi đó. Rồi thành vợ chồng cái gia đình hai bên cũng khá, cho nên cho số vốn cái mua số đất, rồi cất nhà, sắm ghe máy rồi đi buôn bán, rồi cũng làm ruộng có nhà cửa, chung sống với nhau như vậy được 3 đứa con, 2 thằng trai 1 đứa con gái, 3 đứa con. Tới chừng cái thằng lớn nó được 10 mấy tuổi rồi, nó cầm ghe cầm máy đầu chạy đi buôn bán đầu được. Thì bây giờ cái ông chồng đó là tiền thân kiếp trước là như cô đó ha, ông ngủ một đêm ông nằm chiêm bao như vậy là ông dòm với coi lại giống như cùng khiên. Ông nằm chiêm bao ông thấy là cái kiếp trước ông là như cô rồi cứu con chó. Rồi nó dì chùa, nó ở với mình 3 năm, rồi tới nó đau, nó chết, rồi tới cổ đau chết. Cũng giống như tôi kể nãy giờ. Là ông chồng ông nằm chim bao, ông thấy cái giấc chim bao ông rồi. Ông thức dậy, ông ngồi, ông suy nghĩ, ông nói vậy là cái kiếp trước mình là ni cô có đi tu, có về chùa tu mà tại kiếp này tạo cái nghiệp, tạo cái nghiệp với nhau, bây giờ thành vợ chồng mới sinh ra 3 đứa con đây. Thành ra quan nghiệp rồi, quan trái rồi. Bây giờ nếu mình không tu thì kiếp này mình hết kiếp này là qua kiếp sau không biết mình là như thế nào, không biết mình còn được làm người hay không nữa, có may mắn như thế này không nữa. Ông ngồi suy nghĩ vậy rồi cuối cùng là ông phán quyết một điều là ông ôm gói lên chùa, ông kiếm chùa ông đi tu. Cái ông chồng á, thì sau khi ông bỏ nhà ông đi tu, lên chùa tu rồi thì bà vợ qua bữa sau bà kiếm xong mà không thấy ông đi đâu hoài mà không gặp, rồi hỏi thăm từ từ biết rồi hỏi thăm biết bà đi tìm kiếm biết thấy ông gặp ở trên chùa. Thì khi vô tới ông ngồi trong chùa ông áo tu, cái bà mới kể lễ rồi bà nói giờ sao tạo với tôi con cái giờ ông bỏ rồi bỏ tôi đi tu rồi sao tôi gánh vác này kia nọ, than thở khóc lóc kêu ông về, không chịu về. Bắt đầu ông kể nó thôi vậy cái nhân duyên tôi với bà tạo tới đây là xin chấm dứt, tôi giờ quyết định đi tu để giải thoát kiếp này, rồi giờ tài sản co gia đình tôi giao lại cho bà, tôi không có chia chác gì nữa, tôi quyết định đi tu. Bà nói gì cũng không được, cuối cùng bà đi về. Bà đi về bà nuôi con, không ở đó ông tu. Thì bà nuôi con 10 năm sau, thì bà cưới vợ cho thằng con trai thứ hai. Cái thằng kế cũng sắp sửa cưới vợ nữa, con gái thì cũng lớn rồi. Bà ấy con lớn hết, thì cưới vợ con dâu trong nhà rồi. Các đó là gia đình kinh tế ổn định, con cái vững vàng. Thì bây giờ bà ngủ nằm chiêm bao nữa. Bà nằm chiêm bao, bà ngủ chiêm bao, bà thấy giấc chiêm bao cũng y như là ông chồng ông nằm chiêm bao, ông thấy hồi lúc trước. Ông thấy, bà thấy hồi kia trước bà là con chó.
rồi bên chó lớn nó cắn, rồi con đi cô đó là cô cứu, rồi cô bả đi về chùa bả ở 3 năm rồi bả chết đầu thai lên. Dứt chim ba bả thấy xong rồi thì sáng ngày bả cũng kêu con cái bả gom lại bả giao hết, giao hết nhà cửa cho mấy đứa con, rồi bả cũng ôm gói bả lên chùa bả tu, lên chùa bả xuất gia bả quy bả tu vô chùa. Đó như gì vậy câu chuyện ông có đây cũng ông thầy Trương Huệ ông kể cho tôi nghe đó, gì cũng là cái nhân quả, mà nhân quả này gọi là nhân quả lành, tạo cái nhân duyên thiện cho nên trở lại kiếp sau còn có mang được xác người, có duyên với Phật pháp, cho nên cái điềm báo mộng khi hai người đã giác ngộ và trở về tu hành tiếp tục thì qua hết kiếp đó. Ở chợ Châu Đốc đó có một cái tiệm vàng, thì bà chủ tiệm vàng thì bả trách nhiệm là đi chợ mua đồ về nấu ăn, ông chồng với các người con thì ở nhà bán, bả thì trách nhiệm đi chợ, cho nên ngày nào bả cũng đi chợ về để mua đồ nấu ăn trong hàng ngày. Thì bả đi mua riết rồi bả lại cái sạp mua thịt heo đó, bả lại bả mua cái sạp đó bả vừa ý nhất, cái ông bán đó, đó cũng là quen rồi, bả mua đó thành ra từ chỗ quen, mà cái ông chủ tiệm thịt này đó ổng bán thịt ngon, ổng bán rẻ mà tử tế đàng hoàng, cho nên bà chủ tiệm vàng đó bữa nào đi chợ mua đồ xong rồi bả về ngay chân cái kệ thịt heo đó bả mua, nó mua thịt heo của ông đó, mua suốt năm này qua tới năm kia, mấy năm dồn như vậy thì bữa nay bả cũng đi lại, bả đi lại bả kệ thịt đó bả mua, thì cái ông chủ bán thịt ông cũng cắt thịt ông đưa rồi ông mới nói câu này, ông nói tôi bán cho chị bữa nay nữa chắc mai mốt chứ tôi nghĩ mà không có bán nữa. Thì bà chủ tiệm vàng mới nói chàng ơi anh nghĩ rồi sao, rồi tôi biết đi mua chỗ nào, tôi mua kệ thịt của anh là tôi dự ý nhất, à mà giờ anh nghĩ rồi làm sao tôi biết mua chỗ nào cho dự ý đây, mà nguyên nhân nào anh nghĩ. Thì nói tới đó thì ông chủ bán thịt ông nói hết vốn rồi chị, bán mấy năm nay coi như là bị phá sản rồi, bể nợ rồi cho nên không còn vốn để mua heo mà tiếp tục mần thịt để bán nữa. Thì nói tới đây bà chủ tiệm vàng mới nói chàng ơi vậy sao, thì anh nghĩ rồi tôi biết mua chỗ nào dễ, thôi giờ anh nói vậy tôi có ý này, thôi giờ tôi hùng vốn với anh, tôi hùng vốn tôi xuất tiền tôi đưa cho anh đi mua heo đi về anh mần anh bán, tôi mỗi bữa tôi cũng lại đây tôi mua bình thường, nhưng mà nếu có lời đó thì tôi với anh chia hai, tính vậy được không. Thì bà chủ tiệm vàng mới đưa cái ý gì thì cái ông chủ bán thịt ông suy nghĩ hậu nói nếu có gì thì được, nếu có vốn tiếp tục tôi mới đi mua heo gì tôi mần thịt nữa được, chứ giờ không có vốn không có tiền tôi không thể tiếp tục làm. Cái nghe nói vậy bà chủ tiệm vàng nói rồi gì được rồi, chiều tôi đem tiền lại tôi cho anh, tôi hùng với anh để mua. Thì thiệt bà đem tiền lại bà hùng với ông bán thịt heo, thì ông mới lấy tiền đó ông mới đi mua heo đi khắp nơi vậy đó, vô trong đồng trong bá làng này làng kia đi mua heo đem về mới mặn, khuya mới bằng rồi đem thịt ra ngoài chợ bán tiếp tục. Vậy thì bả cũng hàng ngày cũng lại mua thịt đem về gia đình ăn, rồi bắt đầu cái lời đó từ từ cái một tháng gì đó mới chia ra lời chia hai, thì bả lấy số tiền bả đem về bả cấp đó. Nói cho mau thì ba năm như vậy bả tích lũy được cái số tiền mà hùng với ông này cũng được một số vàng, được mấy cây vàng với mấy chục triệu đó bả có kiêng. Thì bây giờ bả ngã cân bệnh bả đau bả chết, bà chú tiêm vàng bả chết thì ông chồng cũng làm đám ma chay đâu đó chôn cất, làm xây nhà mồ cất cho chôn cất cho bả xong. Như vậy thì linh hồn của bà này khi chết xuống dưới đó, Diêm Vương mới xử xét như vậy đó, mới đài bả lên làm đầu thai 9 kiếp heo đâu mà trả lại cái nghiệp mà hùng vốn với cái ông hàng bạch kia, cho nên bả đầu thai lên. Mà bà nhờ cái phước sau khi bà nói mình mới biết á, là họ con gái đó lúc mà 7-8 tuổi, 10 tuổi đó, bà nhờ bà già dẫn đi chùa, vô chùa lại Phật chứ lắm. Cho nên nhờ cái phước đó mà khi bà đầu thai kiếp heo rồi bà biết, bà còn biết. Như vậy nói tới đi, bây giờ sau khi bà đầu thai lên làm heo, cái lớn lên ta bằng, cái ta bán, cái chết đi con này, cái đầu thai lên kiếp nữa. Mà đầu thai lên được 4 kiếp như vậy. Có những kiếp đầu thai lên ta bán, người ta nuôi gần cái chợ Châu Đốc đó, nằm trong chuồng đó mà bà thấy con bà đi học đi qua lại trước giết lộn, bà thấy luôn, mà thành con heo đâu có nói chuyện được, đâu có kêu gì được, bà thấy luôn.
nhưng rồi cũng nằm đó chịu tới lớn rồi chết, người ta mần thịt ta bán. Cho đến cái kiếp này, cho kiếp thứ năm đó, thì cũng đầu thai là con heo. Thì ở trong cái làng như thôn quê mình vậy nè, cái bà này bà sống mình nên bà, bà không có làm cái nghề gì, cuối cùng bà cũng nuôi heo. Nuôi heo lớn cái bà bán, cái bà mua con khác thì bà nuôi tiếp tục vậy đó. Chứ không có làm nghề gì, bị già mà ở mình nên ở cái nhà trong đồng. Thì bà nuôi liên tục, bữa nay bà nuôi được con heo này, heo to này về bà nuôi. Mà bà để ý đó, con này nó khôn hơn mấy con kia, về nó khôn cũng như con chó vậy. Mấy con gà, con chó gì ở sớm nó lại nó gượt, nó cắn, nó đủ gì hết trơn, không cho vô khu vực cái đất của nó. Mà nó đi tiêu, đi tiểu gì, nó đi tuốt ngoài giường, chứ nó không bằng giờ ở chỗ ngủ cho nó sạch sẽ. Đồ ăn gì bà để xuống, bà dặn rồi, nó ăn, có thể là cái nồi tắm nó heo, nó lấy, nó kéo cái nắp nó để lại. Cái giường ăn lại, nó cắn, nó dở ra, nó ăn rồi, nó kéo, nó khôn cả đó. Bà thấy nó khôn quá, bà mới văn mồm. Văn mồm cái chiều, bà nói, con à, vô ngủ đi con. Mẹ văn mồm rồi đó, là nó chung vô ngủ. Vậy đó, tới sáng rồi nó chung ra. Rồi bà nói chuyện đó, bà xưng bà bằng má không à, xưng mẹ con. Bà thấy nó khôn rồi, bà cưng, bà kêu con, xưng má, bồng đi tắm gì. Thì bây giờ nó lớn lên được khoảng 40-50 kg rồi. Cái nửa đêm giấc bữa đó khoảng chừng 3 giờ khuya, nó ngủ trong mùng của nó dưới đất, còn bà nằm trên giường á. Chừng 3 giờ khuya nó nói, má ơi thức gì con, nói má nghe. Cái bà giật mình hết trơn, bà nói, ủa nhà mình đâu có ai, có nơi mà sao có tiếng cái người nói. Bà ngóng lên bà nghe một hồi nữa, cái nó nói nữa, nói tiếng thứ hai là bà mới dở mồm quá, dòm ra thì không thấy ai chứ. Cái bà nói ai, ai mới nói vậy? Thì nói trong mồm, nói con nè, con nói chuyện với má nè. Nó ủa mày con heo mà sao mày nói chuyện hả? Nó dạ con biết nói chuyện, má thức ra đây con nói cho má nghe chuyện này, con muốn nhờ má giúp đỡ cho con. Chàng ơi bà hết hồn chân, bà dở mồm bà đi ra, bà đi lại ngồi gắn cái mồm đó đó, cái nó cũng chung ra. Gà nó rú đầu và nó con nhờ má đó lấy giấy viết đó, cho con nói má ghi giùm con, rồi má đi ra chợ Châu Đốc đó, má đưa cho ông chủ tiệm vàng đó là chồng của con đó. Chồng con hồi mấy kiếp trước đó, con chết mấy năm nay con đầu thai tình heo, bây giờ con đầu thai về ở nhà của má này. Bây giờ con biết chồng con rồi, con của con ở ngoài tại chợ Châu Đốc tiệm vàng, con thành con heo, con đâu có ra đi ra ngoài được, nhà má giúp giùm con đi. Cái nó nói gì, cái má nói gì, tao đâu biết chữ gì đâu mà viết. Nó nói thằng má lội lên xóm nó coi đứa học trò nào xin miếng giấy với cây viết đi, đem đây gì con nói rồi nhờ nó viết vô giùm. Thì thiệt quá lội lên xóm mà mượn đứa học trò với xin miếng giấy cây viết đi lại đó, cái ngồi đó rồi con heo bắt đầu nó kể tên ông chồng nó là tên gì ha, rồi con thứ hai tên gì, thứ ba, thứ tư, nó kể hết trơn trong gia đình từ đứa hết, trai gái kể rành mạch hết, cha mẹ gì tên gì nó kể cho miếng giấy hết. Rồi cuối cùng nó biểu viết rằng là đưa cho ông chủ tiệm vàng rồi kêu ổng đó đi vô đây gặp con nói chuyện này cho ổng nghe, đặng ổng cứu con chứ con quá khổ rồi. Rồi cái viết xong miếng giấy rồi, cái sáng ngày cái bả cầm miếng giấy bả đi xuống mấy sông, bả đón đò đi chợ, ra tới chợ Châu Đốc thì khoảng 6 giờ sáng bả đi lên tới tiệm vàng ngay hỏi thăm ta. Lên tới đó thì ông chủ tiệm vàng ông đi uống cà phê, bà ngồi bà chờ cái giường. Ông chủ ông uống cà phê xong ông về, ông đi vô ông gặp bà ngồi thì ông mới hỏi bà đi mua vàng hả gì mà sớm ngồi đây vậy. Bà nói thưa ông, tôi không có mua vàng mà tôi có cần câu chuyện cần gặp ông, có công việc cần gặp ông. Ông nói thôi cần gặp tôi thôi, đi vô nhà bắt ghế bà ngồi, bắt đầu bà mới đưa miếng giấy ra. Đưa miếng giấy đây là có người nhờ tôi đưa miếng giấy cho ông coi đi. Thì ông coi rồi thì ông nói cái này thì ghi đúng tên tôi, con cái trai gái thì ghi đúng hết trơn, mà cái người này ở đâu vậy, đâu mà ghi miếng giấy này sao. Bà nói người này hiện giờ đang ở nhà tôi, ở nhà tôi giống mà đi không được, cho nên nhờ tôi đem miếng giấy này trình cho ông. Nếu ông tin đó thì ông đi theo với tôi vô đó để gặp cái người đó, rồi người ta sẽ nhờ ông cái việc quan trọng lắm, nhờ ông cứu người ta. Cái ổng mới nói ai mà nhờ tôi vậy. Cuối cùng bà mới nói câu là cái người này là vợ của ông, vợ ông đầu thai đó, vợ của ông đầu thai vô nhà tôi. Thì nói tới đó thì ổng mới bán tính bán nghi, nói thôi về để tôi đi với bà vô chổng coi cái chuyện như thế nào, nhờ tôi ra sao. Vì thì ổng mới đi theo bà già đi lại quán chợ đó, rồi xuống đò cái đò chạy về. Vậy vô tới nhà bà,
đò ghé cái ổng cũng đi lên. Lên tới cửa ổng dòm tới dòm lui, ổng nói đâu ai đâu, vì đâu có thấy người. Ổng nói đâu, bà nói ai ở nhà bà đâu, gỡ thơ tôi đâu, tôi không thấy ai. Thì nói trong mộng chung ra nó em đây nè. Con heo á, nó em đây nè, ổng giật mình hết trơn, ổng dòm xuống nữa. Sao con heo mà sao biết nói. Thì bắt đầu con heo nó bò ra, nói em là vợ của anh, tên gì nó kể ha. Kể rồi nó kể đầu đuôi sự việc đó là nó hùng tiền với cái ông bán thịt heo đó. Mấy năm nay hùng tiền như vậy đó. Bây giờ có số vốn em còn giấu ở trong nhà, hồi chết không có kịp chối, không có cho anh hay. Bây giờ cho anh biết, bây giờ anh lấy số tiền đó anh bố thí vô chùa cúng chùa, rồi nhờ người ta cầu siêu cho em, cho anh em để giải thoát cho cái kiếp heo này, chứ em quá khổ rồi. Diêm Vương á, là định em phải 9 kiếp như vậy cho mới hết, mà giờ 5 kiếp rồi. Rồi ổng mới hỏi sao mà biết nói được vậy đó. Thì nó cũng kể nhờ đó con gái đó, mẹ có dẫn em đi chùa có lại Phật, nên nhờ cái duyên đó mà Diêm Vương cho em còn cái biết lên đây. Rồi nó kể là nó nằm ở gần chợ, nó thấy con đi chợ qua lại, đi học qua lại mà đâu có kêu được. Kể cho nghe xong hết rồi nó mới nói là bây giờ em còn giấu số tiền ở nhà mình đó. Anh đi về có cái giường em ngủ đó ha, anh đứng thẳng lên, giấu thẳng lên có cái cục gạch mà nó nhô ra đó, anh đập cục gạch đó là tiền với vàng em giấu đó. Anh lấy cái đó ra anh đem vô chùa cúng chùa bố thí đi, rồi nhờ các sư tụng kinh tên của em cho được giải thoát, cho nó qua khỏi kiếp heo này, chứ giờ quá khổ rồi. Thì nói cái đó thì ổng mới tin, ổng nói thôi chị, nếu có y vậy thì ổng sẽ về ổng làm y vậy theo lời bà dặn. Ổng mới dặn cái bà chủ đó, bà chủ nhà nói thì bà gán nuôi nó đi, tôi để số tiền bà nuôi đi, nếu như nó có qua đời đó, nó chết đó, bà cho tôi hay, chứ là bà đừng có bán. Cái bà chủ nhà bà hứa, bà nói rồi, chừng nào nó chết tôi cho hay. Rồi ổng đưa số tiền gắn đi xuống vỏ, đúng rồi ổng đi về nhà. Thì về tới tiệm vàng thì ổng đi vô ngay chân chỗ cái giường bà ngủ đó, ổng đứng lên y như là bà dặn, là thiệt có cục gạch nó nhô ra, là ổng cho đập khử ra thì thiệt vàng với tiền bà còn giấu vô, mấy cây vàng với mấy chục triệu. Ổng lấy ra trơn rồi rõ ràng đúng như lời bà nói. Thì đó cái ổng đem vô chùa ổng bố thí, đem vô chùa ổng nói mấy ông sư đó, cúng cái số tiền này nhờ mấy ông tụng kinh cầu siêu cho cái vong linh tên gì. Thì suốt 3 tháng sau thì bắt đầu 3 tháng sau thì cái bà già bà đi ra, bà nói với ông chủ tiệm vàng là heo chết. Heo dặn giờ nó chết rồi, cho ông hay. Rồi bắt đầu ổng nhắc cái hàng, ổng để vô cái vỏ lớn cho 5-6 người cùng với ổng chạy vô. Vậy vô tới cái nhà bà đó đó, khiêng con heo để vô hàng rồi liệm lại đàng hoàng y như người ta. Rồi đóng nắp hàng rồi khiêng xuống vỏ, ông chạy về rồi ông để lại cho bà già đó số tiền. Giống như mình mua con heo đi, để số tiền đền ơn cho bà nuôi. Rồi để số tiền cho bà rồi cái ông chở cái xác con heo vô hàng đem về ông. Tiếp tục ông chôn, chôn lần thứ hai. Chôn cũng chung cái nhà mồ gần với cái mộ lớn của bà. Vợ ông chết hồi lúc trước. Thành ra cái câu chuyện này là ông chủ tiệm vàng ông chôn hai lần, hai bà vợ. Một cái xác thiệt là vợ, một cái xác thì sao là con heo, tái sanh lại. Đó là câu chuyện tôi nghe ông Thích Thiện Huệ ở chùa Núi Cám ông kể cho tôi nghe. Đó là một cái chuyện cũng nhân quả luân hồi ha. Như vậy thì cái bà này, bà chủ tiệm vàng chỉ bả hùng một số tiền thôi, cùng với cái ông hàng thịt này để giúp cái vốn ổng đi mua heo về ổng mần ổng bán, ổng chia tiền với bả thôi, mà bả phải đầu thai chịu 9 kiếp heo gì mới trừ hết cái nghiệp mà bả đã cộng tác với ông kia. Như vậy thì mình thấy như cái ông mà chủ tiệm, chủ hàng heo ổng đi mần ổng mua gì ổng đâm đó, thì mình thấy cái quả của ổng cỡ nào. Cái đó thì câu chuyện đó mình không có nghe, mình không biết, nhưng chỉ nghe ngay chỗ cái bà chủ tiệm vàng này đó, nhờ cái chuyện này đó mình mới biết là cái luân hồi và cái sát sanh này nó rất là nặng. Cho nên cổ đức nói là giả sử bá niên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời tự tác hoàng tự thọ. Có nghĩa là giả sử như chúng ta sống 100.000 kiếp mà cái nghiệp ác hay nghiệp dữ đã gieo rồi thì không bao giờ mất. Sở tác nghiệp bất vong tức nghĩa là không bao giờ mất. Khi nhân duyên hội ngộ đủ, cái quả báo nó trở về đủ rồi đó, thì nó sẽ trả lại cho chúng ta. Nếu ác thì hưởng quả ác, mà nếu lành thì hưởng quả thiện. Gọi là nhân duyên hội ngộ thời tự tác hoàng tự thọ. Đó là cái nhân quả không bao giờ sai dịch.
Cho nên cái chỗ khác cậu Đức còn cho biết đó, là quả phước đáo đầu chung hữu báo, cao phi diễn tẩu giả nan tàn. Tức là cái quả, cái phước rồi đó, đáo đầu chung hữu báo là trước sau gì sớm hay muộn đều có quả báo luân hồi trả lại cho chúng ta. Không có cao bay xa chạy ở chơi, nơi nào mà thoát khỏi cái quả báo của luân hồi, của nhân quả. Cho nên Đức Thầy thì Ngài nói là lục nhân quả thật là cao diễn đó, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Đó là nhân quả là như thế. Nếu chúng ta tạo nghiệp ác thì sẽ hưởng cái quả ác, tạo nghiệp lành thì hưởng quả lành. Mà Đức Thầy căn dặn rằng nếu cái nhân toàn thiện thì quả sẽ do đó mà được toàn thiện. Như vậy thì cái làm lành cũng không có mất cái nhân tốt, làm ác thì cũng không có mất cái nhân ác, nó đều có quả báo luân hồi. Tuy nhiên chúng ta có tu thì mới chuyển nghiệp lại được. Nếu có tu thì nó chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, nếu nhẹ thì thành hết. Nhưng mà lúc trước tôi có kể hai câu chuyện mà cái ông chú Nam Long đó, chú giết cái cô nữ y sĩ ở trong cái trận chiến đó, chú bắn vô lỗ tai đó. Nhờ kiếp sau chú có tu, khi trở về già chú về hưu chú tu đó mới chuyển nghiệp lại, là chú chỉ trả quả bằng cách là chú nấu nửa thân người và nhứt cái lỗ tai. Chứ nếu chú không tu là chú không phải bị người ta bắn lại. Nhân quả phải nghiêm minh gì, phải lực nhân quả cao diễn là không thiếu sót một ai, là chỗ đó phải bắn lại. Nhờ chú tu nó chuyển, khi mà chú tu vận chuyển là thành nhẹ, còn chỉ nhứt nóng nửa thân mình và nhứt lỗ tai rồi tới chết, đó là nó chuyển nhẹ rồi đó, chứ khỏi phải đầu thai lại thành cái người khác rồi bị người ta bắn lại mới là đúng. Cho nên giờ trở lại cái nhân quả đó là chỉ có tu mới chuyển nghiệp, chuyển từ nặng tới nhẹ, từ nhẹ có thể hết. Rồi thì giờ cái câu chuyện mà cái bà chủ tiệm vàng ở Châu Đốc bỏ hùng tiền để cùng với ông hàng heo, để hùng với ổng thôi, đó là gián tiếp thôi mà cũng phải đầu thai thành chính cái kiếp heo để trả cái nghiệp mà bà đã gây tạo. Thì câu chuyện nhân quả thì chúng tôi kể đến đây là kể xin hết.